Xiaomi không chỉ có smartphone giá rẻ mà những phụ kiện hệ sinh thái của họ cũng vô cùng phong phú. Và không thể không nhắc tới pin dự phòng mang thương hiệu này với các dung lượng khác nhau từ 5.000, 10.000, 16.000 hay thậm chí là 20.000 mAh. Và mới đây nhất, viên pin 20.000 mAh thế hệ thứ 2 2017 đã được Xiaomi giới thiệu. Với dung lượng cực khủng này sẽ đáp ứng nhu cầu sạc cho nhiều thiết bị đồng thời, kể cả những sản phẩm có dung lượng cao như là pin laptop. Và video này, hãy cùng đi review đánh giá chi tiết về viên pin thế hệ mới của Xiaomi. Đây là sản phẩm chính hãng Xiaomi đang được Di động Thông minh phân phối với giá chỉ 750.000 đồng. Mức chênh lệch không đáng kể so với phiên bản 10.000 mAh thế hệ thứ 2, nhưng dung lượng lại cao gấp đôi. Vỏ hộp thì chúng ta sẽ có các thông số series sản phẩm, các thông số kỹ thuật cơ bản ở phía dưới và đặc biệt có một tem chứng nhận hàng chính hãng. Khi mua thì các bạn sẽ cạo lớp mạ trên tem này sẽ thấy một dãy số và chỉ cần check trên trang chủ của Xiaomi để xem có phải là chính hãng hay không. Sẽ có một thông báo rằng đây là một sản phẩm chính hãng và lần đầu tiên người dùng check code này. Và trong hộp thì chúng ta còn có thêm một cáp kết nối micro USB. Về thiết kế thì pin Xiaomi 20.000 mAh thế hệ thứ 2 vẫn giữ nguyên so với thế hệ đầu. Thay vì được làm nhôm nguyên khối sang trọng thì nó được làm toàn bộ bằng nhựa. Và đây là nhựa bóng, vì vậy về mặt thẩm mỹ nó không thể đẹp bằng những viên pin dung lượng thấp hơn được. Ngoài ra thì kích cỡ viên pin này cũng khá dày và nặng, không còn giữ được độ mỏng như trên viên pin 10.000 nữa. Nhưng điều này thì cũng có thể hiểu được, bởi để có một viên pin dung lượng cực lớn như vậy thì không thể đòi hỏi một thiết kế mỏng gọn. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ở đây thì yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ viên pin thì có màu trắng, mặt trước và mặt sau sẽ có những chấm nhỏ gồ lên giúp cầm bám tay và chống xước cho pin, trong khi cạnh trái và cạnh phải hoàn toàn nhẵn và đây là những vị trí khó xước nhất. Chúng ta có logo Mi ở mặt trước, phím nguồn ở phía cạnh phải và có kích thước khá lớn dễ bấm. Cạnh dưới sẽ là những thông số kỹ thuật bao gồm dung lượng pin, các thông số đầu ra. Cạnh trên sẽ có tới 2 cổng sạc USB đầu ra và nó hỗ trợ đồng thời sạc cả hai thiết bị cùng lúc. Cổng sạc micro USB đầu vào nằm ở giữa và có tới 4 đèn LED thông báo trạng thái pin, mỗi đèn tương ứng với mức pin là 5.000 mAh. Về thông số chi tiết của sản phẩm, theo công bố của nhà sản xuất thì pin Xiaomi 20.000 mAh thế hệ thứ 2 đang là viên pin có hiệu suất đầu ra lớn nhất hiện nay, lên tới 93% hiệu suất chuyển đổi. Ở điều kiện lý tưởng thì nó có thể sạc đầy tới 5 lần cho Xiaomi Mi 5, 7,5 lần cho iPhone 7, 2,5 lần cho iPad mini 2 và thậm chí còn có thể sạc đầy 1 lần cho chiếc MacBook mới hiện nay. Đây là một thông số vô cùng lý tưởng, không chỉ tương thích với những thiết bị máy tính bảng, smartphone mà nó còn sạc được cho cả MacBook hay những chiếc laptop đời mới có hỗ trợ cổng kết nối Type-C. Điều đặc biệt, viên pin này còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 2 chiều QuickCharge 3.0 mới nhất của Qualcomm. Chip điều khiển nguồn trên phiên bản cũ đã được thay bằng chip mới của Qualcomm. Với đầu sạc vào hỗ trợ 3 mức điện áp khác nhau, đó là 5V 2A, 9V 2A và 12V 1.5A. Đầu ra cũng được hỗ trợ sạc nhanh với các mức điện áp, đó là 2 x 5.1V 2.4A, 9V 2A và 12V 1.5A. Công suất cực đại đạt 3.6A và 18W. Và để sử dụng được tính năng sạc nhanh thì đương nhiên các bạn cần trang bị cho mình một củ sạc hỗ trợ công nghệ này. Và những chiếc điện thoại chạy chip Qualcomm mới hiện nay có tích hợp sẵn công nghệ sạc nhanh QuickCharge. Như ở đây thì mình dùng chiếc LG G5 với chip S820 cho thời gian sạc vô cùng ấn tượng. Pin Xiaomi 20.000 mAh thế hệ thứ 2 sử dụng loại pin 6 cell cao cấp từ LG. Hãng còn sử dụng mạch bảo vệ 9S để đảm bảo an toàn cho người sử dụng ở mức cao nhất, tự động chia dòng điện đầu ra cho phù hợp. Một sensor đo nhiệt nhằm ngắt mạch khi có dấu hiệu nóng bất thường bên trong pin. Như vậy thì có thể thấy nếu bạn đang dùng một thiết bị công nghệ có pin dung lượng cao, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị cùng lúc mà không muốn mang theo sạc, cáp thì có thể trang bị cho mình viên pin này. Với ưu điểm đó là dung lượng cực cao, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 2 chiều QuickCharge 3.0, có hai đầu ra tự động điều chỉnh dòng cho phù hợp. Để mua sản phẩm này thì các bạn có thể qua ngay những showroom của Di động Thông minh trên toàn quốc. Viên pin Xiaomi 20.000 mAh thế hệ thứ 2 đã được bán với giá là 750.000, bảo hành chính hãng 12 tháng một đổi một nếu có lỗi của sản xuất. Ngoài ra, Di động Thông minh còn cung cấp thêm nhiều sản phẩm Xiaomi với chất lượng số 1 tại Việt Nam với các mức giá khác nhau từ tầm trung giá rẻ như là Xiaomi Redmi 3X, Redmi Note 3 Pro hay những sản phẩm cao cấp như là Mi 5S Plus, Mi Note 2 hay Mi Mix cùng nhiều phần quà và khuyến mại hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.